Chào mọi người nhá. Thì trong buổi tối ngày hôm nay bên máy phát điện Xuân Trường lại tiếp tục đóng và trả hàng cho anh em các tỉnh thành nhá mọi người nhá. Thì bên máy phát điện Xuân Trường nghỉ ngày lễ được 5 ngày. Đó thì hôm nay thì ngày mai bên mình bắt đầu làm việc trở lại là ngày mùng 2 tháng 5 năm 2024. Đó thì buổi tối ngày hôm nay bên mình đang chuẩn bị đóng hàng để gửi đi cho anh em ở tất cả những tỉnh thành đây. Đó thì ví dụ như con Denso này, này là về Hạ Hòa Phú Thọ này. Đó, vô tranh Hạ Hòa Phú Thọ này. Cái con Cinewa 2001 này là về Thanh Ba này. Đó, Thanh Ba Phú Thọ này. Đó. Cái con Yamaha 6000 TE này nhá mọi người nhá. Bên mình chưa kịp lên sóng và anh khách đã chốt luôn rồi. Đó, chưa kịp lên sóng cũng chưa kịp vệ sinh dọn rửa gì luôn. Đó, anh khách ở trên Việt Trì. Đó, thành phố Việt Trì đã chốt rồi nhá mọi người nhá. Đó. Còn cái con 6500 này. Rồi con Honda EP 6500 mà công suất là 5,5 kVA này mọi người. Đó, EP 6500 hôm trước mình có quay lên một dàn là 4 chiếc ấy thì mình cũng đã bán rồi nhá mọi người nhá. Cái chiếc này mình cũng đã bán về Thanh Sơn Phú Thọ rồi. Đó thì rất là nhanh chóng bởi vì là có rất là nhiều anh em hỏi với con này vẫn đang lưỡng lự là muốn mua đấy, nhưng mà bên mình đã bán cái chiếc này với cái giá là 17.800.000 rồi nhá mọi người nhá, 17.800.000. Đó. Về trên Thanh Sơn Phú Thọ. Và cái con Cinewa đó IDG 5000M này bên mình giao cho khách ở Hải Phòng nhá mọi người nhá. Thì khách ở Hải Phòng họ lấy hai con thì tức là họ lấy một con ấy, nhưng mà họ muốn cân đối một chiếc là 600 TE. Đó, họ cân đối một chiếc 600 TE một chiếc 600. Đó, rồi một chiếc Yamaha IDG 600 TE và một chiếc Cinewa IDG 5000M này. Thì mai thì bên mình sẽ mang cả hai con. Đó, bên mình sẽ mang cả hai con xuống để cho anh khách lựa chọn nhé. Đó, thì bên mình khi mà bên mình đã bán được con nào thì bên mình sẽ đăng lên để cho mọi người còn biết, để cho mọi người biết để còn những chiếc máy nào để mọi người chuẩn bị nhé mọi người nhé. Đó, ví dụ như mai khách lấy con này thì bên mình sẽ còn con 600. Đó, và nếu mà khách lấy con 600 thì bên mình sẽ còn con 5000 này nhé mọi người nhé. Ok, thì con này là Cinewa IDG 5000M. Đó, công suất là của nó là 5.0 kVA thì bên mình đang bán với giá là 53 triệu. Đó, 53 triệu, ship với phạm vi bán kính là 200 km, lắp đặt tận nhà nhé mọi người nhé. Đó, con này bên mình đã bán với giá 17.800. Con này thì bên mình đang bán với đã bán với cái giá là 16.800 nhé mọi người nhé. 16.800 đã bán này. Đó. Và cái con Cinewa 2100 này bên mình bán với giá là 4.500.000 này. Đã đi rồi này. Đó, và con Denso này, Denso GA 2006 này, công suất là 2.6 kVA này, xuất xưởng năm 2018 tháng 8 năm 2018 nhé. Bên mình bán với giá là 7.500.000 nhé. Đó, đã bên coi như là lô này bên mình đã bán rồi. Thì còn rất nhiều những cái mặt hàng khác để anh em có nhu cầu liên hệ bên mình, số điện thoại là 0963638495. Đó, thì bên mình ngày mai bắt đầu lại tiếp tục làm việc trở lại. Bên mình sẽ ship máy, tiếp tục ship máy đi cho mọi người nhé mọi người nhé. Ok, sau đây xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin tạm biệt.